Phụ nữ bây giờ thông minh với học cao chẳng kém ta đâu, nam nhi chớ xem thường, vẫn dịu hiền xinh đẹp như là cô Tâm của thời hiện đại, nữ nay làm thay đàn ông. Người ơi, phụ nữ Việt xinh tươi nay đẹp nết đẹp người, ai ai cũng mến phụ nữ quê hương và chiếc áo dài duyên dáng thướt tha. Lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, này bạn ơi hãy đến quê tôi, về nơi phụ nữ đẹp sẽ luôn nhớ về nữ đẹp người Việt Nam, nghe câu hát ở Âu đã thành nét văn hóa. Này bạn ơi, phụ nữ quê tôi đảm đang chúng ta